chè chấm ý cùng ý hàng trong nghề ngưu lang gặp chức nữ. Chào lưu bán chè đầu đỏ để chấm ý cho những người độc thân trong nghề ngưu lang gặp chức nữ. Ngày thức tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch đã ý hàng vào năm nay, nhiều cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có lác đác khách mua. Khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 8, ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện một nhóm bạn trẻ bày bán chè đầu đỏ cùng với một bảng hiệu rất đặc biệt, chè đầu đỏ hết ế. Biển hiệu khá thu hút được người đi đường ngoái mắt nhìn nhưng rất ít người mua. Tình cờ mình đọc được thông tin hôm nay là ngày ngưu lang gặp chức nữ, theo đó, nếu chúng ta ăn chè đầu đỏ vào ngày này thì hết ế. Nên mình và nhóm xây dựng một chỗ bán chè nhỏ như thế này. Chị Đồng Thị Lan Anh, đại diện nhóm bán hàng chia sẻ, cũng theo chị Lan, việc bán hàng một phần là để vui, phần nữa là muốn trải nghiệm cảm giác bán hàng đường phố như thế nào. Chị Lan Anh cho biết đã mua tầm 10kg đậu đỏ và bắt đầu ngâm đậu vào lúc 8 giờ sáng hôm nay. Để thu hút khách hàng, bọn mình cũng đã lên ý tưởng làm một bảng quảng cáo với câu chè đậu đỏ hết ế, hết ý để thu hút người đi đường. Khoảng 1 giờ phút quan sát, chúng tôi thấy khoảng hơn chục lượt khách ghé vào ủng hộ. Tại chị thấy cái bảng cũng lạ, hết ế hết ý, chị cũng đang ế nên ghé vô mua chè thử xem có hết ế thật hay không. Mình thấy mấy bạn ở đây bán giá cũng rất hợp lý tại vì mấy chỗ khác bán cũng giá tương tự. Chị Nguyễn Ngọc Hưng, ngụ tại quận Phú Nhuận chia sẻ. Còn theo chị Trương Thị Nhất, ngụ tại quận Bình Thạnh cho biết, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, chị ghé vô mua ủng hộ mấy bạn trẻ có chương trình nấu chè này, vì chị cũng rất thích ăn chè và thấy mấy bạn trẻ cũng rất là nhiệt tình sôi nổi. Khảo sát thêm tại hai cửa hàng trên đường Phan Xích Long, Hoàng Sa, quận Phú Nhuận, cũng khá ít khách mua. Chủ cửa hàng trên đường Phan Xích Long cho biết năm nay khách mua chỉ bằng mùng 1 tháng 3 năm ngoái. Nguyên nhân có thể do dịch Covid-19 nên các bạn trẻ ít đi chơi. Theo tình hiểu, các bạn trẻ nhất là dân pha rỉ tai nhau rằng nếu trong ngày thức tịch ăn chè đầu đỏ sẽ sớm gặp được ý chung nhân. Đối với những người đã có người yêu, ăn chè đầu đỏ sẽ mang lại nhiều may mắn, tình cảm bền vững, từ đó, phong tục cầu duyên này trong ngày thức tịch được lưu giữ và ngày càng nở rộ trong giới trẻ. Nguồn gốc ngày lễ thức tịch và ý nghĩa việc ăn chè đầu đỏ, lễ thức tịch có nguồn gốc từ Trung Quốc, gắn liền với câu chuyện truyền thuyết ngưu lang, chức nữ. Ngưu lang và chức nữ yêu nhau khi chức nữ xuống trần gian chơi nhưng bị ngăn cản vì chức nữ là con gái của Mộc Hoàng, vì vậy, chức nữ vẫn quyết tâm ở lại trần gian để sống hạnh phúc cùng ngưu lang. Khi phát hiện con gái út mất tích, Mộc Hoàng đã sai binh lính xuống trần bắt con về trời. Ngưu Lang vì nhớ thương vợ nên đã mang theo hai con đuổi theo nàng. Vương Mẫu biết được nên vạch ra ranh giới giữa hai cõi trần và cõi tiên, đó là sông Ngân Hà. Vì là người trần nên Ngưu Lang và hai con chỉ có thể đứng được ở bên này để chờ chức nữ quay về. Cảm động trước tấm chân tình của hai người, Vương Mẫu đã cho phép Ngưu Lang và chức nữ được gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày thức tịch, mùng 7 tháng 7 âm lịch, trên chiếc cầu ô thức do đàn quà trời tạo nên. Vào ngày này trời thường mưa, người ta gọi là mưa ngâu, nhiều người cũng xem mưa ngâu này là nước mắt của ngưu lang và chức nữ khi gặp nhau, người ta tin rằng hai người yêu nhau nếu cùng ngắm sao ngưu lang, chức nữ trong đêm mùng 7 tháng 7 sẽ mãi mãi bên nhau. Việc ăn chè đậu đỏ ngày mùng 7 tháng 7 được giải thích do đậu đỏ có màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, những điều tốt đẹp, mặt khác, đậu đỏ là loại đậu có tính ấm, phù hợp với tiết trời mưa ngâu, lạnh giá.